quý vị và các bạn đang cùng đến với một game show hoàn toàn mới trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi Đại chiến tứ sắc Attack 25. Xin thưa quý vị, đây là một game show mà chúng tôi đã mua từ đài truyền hình Asahi Nhật Bản, và có thể nói đây là một trong những game show có tuổi đời lâu nhất tại Nhật Bản với 43 năm tuổi đời, thưa quý vị. 43 năm tuổi đời, thưa quý vị. 43 năm tuổi đời, thưa quý vị. Vậy là già anh luôn đó. 43 năm. Vậy là lớn tuổi hơn tụi anh rồi đó. Đúng rồi. Thì kia luôn hẳn luôn. Bây giờ hãy cùng làm quen với những nhân vật đặc biệt trong chương trình. Đầu tiên đó chính là người con gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương, sẽ giúp đọc những câu hỏi xuyên suốt chương trình. Đó chính là nữ thư ký Emma. Wow. Em xin chào mọi người, em tên là Emma Nhất Khanh ạ. Và hôm nay em sẽ là trợ lý cho anh MC Quang Bảo. Anh thông cảm, trợ lý em gặp trai nào đẹp cũng vậy hết trơn đó. Anh hiểu mà. Bởi vì anh quay mèo là cái gì vậy? Đó, anh đang quăng tim. Rồi anh bớt lại được không anh? Em mới bắt đầu chương trình thôi. Thôi em đi đây. Để ngồi người ta đọc câu hỏi lớn nha anh. Trời ơi. Một cách môi trường đúng không ạ? Còn bên đây sẽ là bốn vị khách mời đặc biệt trong số đầu tiên của Đại chiến tứ sắc. Đầu tiên đó chính là nam diễn viên Hứa Minh Đạt. Tiếp đến hãy cùng chào đón nam ca sĩ đang ngồi ô xanh lá Hồ Việt Cương. Ở ô màu trắng đó chính là một anh chàng vô cùng duyên dáng và dễ thương, đó chính là anh Hoàng Mèo. Thả tim nữa hả? Thả tim hết. Thả hoài vậy? Anh mua chuộc hết tất cả mọi người. Mình có thể đổi chỗ được không ta? Sao vậy? Mình kia rồi. Thôi mình đổi chỗ sao? Đi nhặt. Đây kìa, nãy giờ có một nam thần không tóc và chưa biết ai luôn. Và nam thần mà như anh Hứa Minh Đạt nói là không tóc đó chính là nam ca sĩ Thiên Phương. Các anh cảm giác như thế nào khi mình là những người chơi đầu tiên có một cái game show mà có tới là có tới 43 năm tuổi đời? Anh Đạt. Rất là hồi hộp. Tim mà đập mạnh nãy giờ. Nãy giờ muốn chạy ùa về nhà để ôm mẹ. Nãy giờ muốn chạy ùa về nhà để ôm mẹ. Anh quá sợ hãi. Điều gì? Không biết chơi game như thế nào. Anh sợ. Không sao đâu. Nói chung là anh hồi hộp lắm rồi. Không sao đâu. Không sao đâu. Mình vui là được, vui là chính mà. Đúng rồi. Anh yên tâm, vui là chính đúng không? Đúng rồi. Mọi người làm gì cho anh vui đi nào. Biểu tay trên đàn đi mọi người. Vui rồi. Hết căng thẳng rồi, vui. Thế còn anh Trung thì sao, anh có hồi hộp giống như anh Đạt hay không? Hồi hộp chứ. Mà riêng mà những cái gì mà hỏi về câu hỏi là Trung thường Trung ít biết gì vấn đề gì nhiều lắm. Ngoại trừ đi hát thôi, còn ngoài cái gì là những cái thứ khác không biết gì hết trơn. Trời ơi, anh nên là có gì đó chỉ giùm em nha. Chỉ giùm em nha. Ờ, gì vậy, chi vậy? Có gì chỉ được không? Tự tin em là hát luôn, giờ em hát thử một bản em lấy tự tin coi. Nút lấy tự tin liền nè. Hả? Hát chung đi. Hát chung bài này nè. Đà là anh em thân với nhau, có càng mình phải có nhau, đừng hơn thua, đừng nghĩ suy xem ai hơn này để rồi mất nhau. Người anh em mà tôi quý bao năm trời, chia sẻ những khi buồn vui. Cảm ơn hai anh hôm nay đã nhường nhịn cho em thắng. Cảm ơn hai anh trước. Đó, nghĩ game này là biết sức mạnh từ anh em tại đây liền nè. Vô cuộc thi này là miễn bàn của bà con của ai vậy trời. Không bàn gì hết nhau nha. Mày đâu mà vỗ tay cái đi à. Anh Hoàng Mèo, anh thấy như thế nào? Anh bình thường mà, bởi vì anh đã có niềm vui riêng của anh khi đến chơi game này rồi. Đó là... Trời ơi. Tên của anh là Hoàng Mèo đúng không? Em cũng thích mèo lắm á. Ôi trời ơi. Anh Thiên Vương thì sao ạ? Khi biết sắc mặt của mình khi chơi xong nó sẽ như thế nào? Hãy hồi phân giải. Rồi, thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với thể lệ của cuộc thi để giúp cho các người chơi của chúng ta có thể nắm được rõ. Bây giờ trên mình của chúng ta là 25 ô số. Hiện giờ là chưa có màu. Anh Hứa Minh Đạt là màu đỏ, anh Hồ Việt Trung là màu xanh lá, anh Hoàng Mèo là màu trắng, anh Thiên Vương là màu xanh dương. Thì khi mà các câu hỏi được đọc lên thì các anh sẽ phải giành quyền trả lời bằng cách nhấn cái chuông nằm ở phía trước mặt mình. Nếu như ai trả lời đúng ở câu đầu tiên thì bắt buộc là phải lật ô số 13. Đó là quy định của chương trình. Ở câu đầu tiên này, nếu như mà người nào giành quyền trả lời mà trả lời sai thì những người khác được quyền trả lời. Từ câu thứ hai trở về sau thì khi mà các anh trả lời đúng
thì các anh bắt buộc phải chọn một ô số liền kề với số 13. Nó có thể là trên, dưới, trái, phải, hoặc là chéo trái, chéo phải, chéo trên, chéo dưới gì đó, là tùy, nhưng bắt buộc phải có sự kết nối. Nếu như ai trả lời sai thì phải bị đứng ra ngoài và mất một lượt trả lời. Từ câu thứ hai trở đi, nếu như không có ai trả lời được câu hỏi nào thì mặc nhiên câu hỏi đó bỏ qua. Và sau 25 ô vuông khi được lật mở, nếu như ai có số ô vuông được lật mở nhiều nhất thì người đó sẽ bước vào vòng đặc biệt. Vòng đặc biệt như thế nào? Chơi đi. Rồi mình sẽ nói. Riêng trò chơi này thì khi mà Emma đọc câu hỏi, mà nếu như các anh cảm thấy rằng mình có thể trả lời được liền, nghe đủ thông tin rồi thì có quyền bấm chuông trả lời luôn, không cần phải đợi kết thúc câu hỏi. Rồi, ok. Rồi vô. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên của Đại chiến tứ sắc Attack 25.